Trên bầu trời trong xanh có một chiếc khinh khí cầu. Bên trong, các quý ông áo đen đang thưởng thức bữa ăn sang trọng. Khi chủ phi thuyền, Gometopoy, đang tận hưởng hương vị, thì một chiếc dĩa rơi xuống, không gian bỗng căng thẳng hơn. Tên đó ngay lập tức bị đưa đi xử lý. Trợ lý báo cáo, khinh khí cầu vẫn đang đúng lịch trình, tiến đến Kasukabe và đưa cho ngài Gometo cuốn sách hướng dẫn lễ hội ẩm thực loại B. Nội dung của tạp chí nói rằng, người dân ở Kasukabe tự hào là những người sành ăn hạng B. Gometo rất khó chịu, ông ta sẽ quét sạch ẩm thực Kasukabe để thế giới này chỉ có thức ăn hạng A mà thôi. Chào mừng các bạn đã đến với lớp học truyện tranh. Hôm nay lại tiếp tục bắt đầu hành trình mới với Shinosuke và đội phòng vệ Kasukabe nhé. Movie 21 rất ngon miệng, giải cứu ẩm thực đường phố, xin được phép bắt đầu. Sáng nay, TV đưa tin lễ hội ẩm thực loại B ở Kasukabe, thấy ăn là Shin cuốn hết cả lên, vừa hay lại có cả yêu quái, action camera vô tấn công. Cô bé liền gọi chú Kensot để xin một ít yakisoba. Ông Bafo giữ tay nghề siêu hạng, trong tích tắc đã hoàn thành món mì yakisoba với nước sốt đặc biệt. Action camera vừa ăn mì xong, sức mạnh tăng lên, một cú đá đã hạ được quái vật. Thôi nào Shin, thay đồ rồi ra ăn sáng kéo trên xe buýt bây giờ. Ngồi vào bàn, Shin núng nịu bố cho đi lễ hội ẩm thực loại B, bố bận đi làm rồi. Shin quay sang định mẹ, nhưng nay mẹ bận đưa em Hima đi tiêm rồi. Trùng cái mặt ghét ghê chứ kiểu. Một lúc sau, Shin đã có mặt ở trường và đang tập xào mì với hai cái sẻng. Bỗng Nene chạy đến khoe cuốn sách hướng dẫn lễ hội ẩm thực loại B. Nene đã đến đây rồi, món mì xào đó nổi lắm nên phải xếp hàng dài. Nene chưa được ăn, nhưng các món khác cũng ngon không kém. Từ đây tới lễ hội chỉ cần một chuyến xe buýt thôi. Được rồi, chúng ta sẽ nói dối là ra công viên chơi nhé, tối về sớm là được ấy mà. Lễ hội đã bắt đầu, cặp đôi Yoshirin và Michi cũng đang ở đây. Đúng lúc ấy, phi thuyền của Gometo bay đến. Ông ta tuyên bố, hỡi những con người có khẩu vị thường dân kia, ta là Poi Gometo, tư lệnh tối cao của cơ quan thực phẩm loại A. Ta có những đầu bếp hàng đầu, nghi thức ẩm thực hoàn hảo. Chúng ta mới là những người sành ăn, thực phẩm loại B phải bị loại bỏ, lễ hội này phải dẹp đi, nhường chỗ cho lễ hội người sành ăn tầm cỡ. Vừa dứt lời, lính của hắn nhảy xuống. Cặp đôi Sushi mang con cá ngừ đen giá hàng chục triệu yên và một tô cơm ngon chiến đấu với chị cơm cà ri. Chưa kịp nhìn thì chị ấy đã bị nhét sushi vào mồm, ngon đến mức gục ngã luôn. Bên này, Steak Rider, hiệp sĩ bít tết đến khiêu chiến với anh em hot dog. Shin đã đi học về nhưng chẳng có ai ở nhà. Trên bàn có một hộp chocobi kèm với lá thư. Mẹ đưa Hima đi tiêm đây, ở nhà nhớ cho Bạch Tuyết ăn nhé Shin. Các bạn đang đợi Shin rồi. Trời ơi, ông ăn mặc cái kiểu gì đây? Chúng ta cùng đến lễ hội ẩm thực loại B thôi. Quay lại với lễ hội, chú Tịt Chiên cũng đã bị bọn kia chiếm cửa hàng mất rồi. Các nhà hàng đã bị bọn chúng tháo dỡ. Không lẽ ngày tàn của thực phẩm loại B đến rồi sao? Không, khi nào tôi còn giữ công thức nước sốt bí mật, khi đó chúng chưa thắng, chú Kên nói. Chú nhấc điện thoại, gọi cho một cô gái tên Jinker nhờ sự trợ giúp. Theo chú Ken kể, vào cuối thời Kamakura, tổ tiên Yoshida của chú đã làm ra một loại nước sốt Sanotetsanon vô cùng ngon. Nó được truyền đến thế hệ của chú là đời thứ 50. Nước sốt bí mật chính là cứu tinh duy nhất. Cùng lúc ấy, cô Jinker đã đến nơi cất giữ nước sốt. Trên đường đi thì bị người của Gometo chặn lại. Jinker băng qua đường và bỏ chạy. Vừa hay đụng phải đội phòng vệ. Chị ấy chạy lên cột điện để trốn. Biết cả nhóm đang đến lễ hội, Jinker liền nhờ các em đưa hũ nước sốt cho chú Ken. Nếu ăn trực tiếp là các cháu sẽ chết đấy. Với nước sốt này, chú Ken có thể làm món mì xào ngon nhất. Jinker đã từng được ăn thử, phê lắm. Một vài giọt đã rơi vào tay áo của chị ấy. Là đội trưởng đội phòng vệ Kasukabe, Kazama tự tin nhận trọng trách. Hai. Nói xong, Jinker chạy đi đánh lạc hướng. Còn hai ông này đang tranh giành nhau. Mẹ về mà không thấy cô Shin với Bạch Tuyết đâu cả. À mà Kazama này, cậu là đội trưởng từ khi nào đấy? Ủa mà Shin, nước sốt đâu? Chúng ta hứa với chị ấy là mang đến cho chú Ken rồi mà. Bên này, Jinker bị đám kia ép vào đường cùng. Sau khi bị lừa, một tên chỉ huy đem con lợn đến. Nó ngửi mùi sốt trên tay chị, rồi bắt đầu đánh hơi. Đội phòng vệ đã đến chậm xe buýt. Xe 93 này sẽ đi thẳng đến lễ hội ẩm thực. Nên trong hũ nước sốt để mấy bạn đi vệ sinh. Bạch Tuyết ngăn cản, nhưng các bạn vẫn tỉnh bơ. Trên xe, cậu đã nhìn thấy con lợn kia. Tại hầm để xe, Kavia nhận lệnh của ngài Gometo bám theo xe buýt để cướp nước sốt. Tuyệt đối không được phá vỡ nó, vì Gometo muốn đích thân làm việc ấy.
Mẹ Mise ra công viên cũng không tìm thấy Shin. Đúng lúc ấy thì mẹ Kazama gọi tới, nói rằng Kazama viết trong giấy nhắn là sẽ cùng các bạn đến lễ hội ẩm thực loại B. Đến nơi rồi. Tất cả đổ lỗi cho Nene vì làm cả nhóm đi nhầm xe. Đúng lúc ấy thì bà chị Kapeo đến. Chúng ta không nên đi theo người lạ Shin ơi, nhưng có người nói với tớ là nên nghe theo các chị gái xinh đẹp mà. Kapeo mang món trứng cá muối ra, thành công dụ đám nhóc lên xe. Cái tên Kapeo cũng có nghĩa là trứng cá muối luôn đấy các cậu. Món này được lấy từ cá tầm ở biển Caspian, Nga. Mỗi quả đều tươi ngon, lấp lánh như những viên đá quý. Shin lấy mayonnaise thủ sẵn ở nhà, bơm tẹt một cái. Mayonnaise là thứ mà Kapeo ghét nhất. Thôi bọn em cảm ơn chị đã cho đi nhờ ạ. Ơ, cửa khóa mất rồi. Chiếc xe tăng tốc chóng mặt. Shin vô tình xịt mayonnaise lên mặt bà chị, làm chị ta càng thêm hoảng loạn. Chiếc xe lao xuống rừng và hạ cánh dưới con suối, hỏng tay bánh luôn. Nhân lúc đó, các bạn bỏ chạy, Kazama làm rơi quyển sách nội quy của đội phòng vệ Kasukabe trên xe. Sau đó, Kapeo báo cáo cho ngài Gometo, đội phòng vệ Kasukabe là một tổ chức rất nguy hiểm. Ngay lập tức, Gometo hạ lệnh cho một tên mặc quần vịt đi nghênh chiến. Bên này, đội phòng vệ đang lạc trong một khu rừng. May quá, Kazama có mang bản đồ. Cơ mà bản đồ thế giới, đùa nhau à? Nene thì mang thỏ bông, Bo thì mang nước với đá, Shin thì mang đồ chơi. À à, Maso có bánh quy mà giấu nhá. Ơ, ông Shin có chocobi này, dám ăn mảnh hả? Bỗng mạch tuyết sổ nhặng lên. Đúng rồi, động vật có bản năng tự tìm đường về nhà đấy. Có con chó đường việc ghê. Mẹ lo lắng gọi cho bố, mà bố đang bận làm mất rồi. Mẹ Kazama và mẹ Shin đành phải tự đến lễ hội ẩm thực vậy. Nói đến lễ hội, đã có 75% cửa hàng bị đàn áp. Tuy nhiên, cửa hàng của đầu bếp Kensot là khó xử lý nhất. Được rồi, cứ lo xây dựng cửa hàng thực phẩm loại A thay thế đi. Ta đã có cách đè bẹp lão đó. Maso than vãn bê cái bình nặng quá. Trước mặt các bạn là một chiếc cầu treo. Ông nhóc này nghịch ghê, không sợ chết à trời. Maso tí thì rơi xuống, may có cái bình đỡ hộ. Nhát như thỏ đế tới Maso, mình là trẻ con mà, chứ có phải sumo đâu mà sợ. Bỗng mặt đã dùng chuyền, đằng xa, tên sumo quần vịt chuẩn bị chạy qua đây. Hắn ta bước đến, cây cầu trũng xuống, dây chẳng đứt hết, chạy thôi chạy thôi. Từ lúc nghe điện thoại của mẹ, bố Hiroshi cứ thấp thỏm không yên, liền gọi lại. Mẹ Mise đang ở lễ hội, nhưng cửa vào từ chối, chỉ có khách ăn mặc sang trọng mới được vô đây. Mẹ Kazama đành phải tự xử vậy. Nghe tiếng vợ la hét, bố bỏ việc luôn. Người khác có thể làm việc thay tôi, nhưng làm cha thì không. Đội phòng vệ Kasakabe có vẻ đã thấm mệt, Bạch Tuyết lại thấy con lợn kia, nhưng Shin chẳng để ý. Bỗng bố phát hiện một suối nước nóng tự nhiên. Nene đói quá, muốn ăn chocobi, nhưng Kazama ngăn lại, ăn bây giờ thì tí lấy gì hả? Shin bắt đầu ảo giác rồi đấy, bỗng mùi hương từ đâu bay đến, sao lại có quả trứng ở đây nhỉ? Bên trên còn có một mình nấm truffle, chà chà, có một miếng thôi sao? Chúng mình phải chia đều cho nhau đấy nhá. Con lợn và chủ của nó đã xuất hiện. Bên ngoài đàn ông nhưng bên trong là phụ nữ. Tên của ta là Truffle. Hắn búng tay một cái, một đám lợn chạy đến. Chúng không phải lợn bình thường đâu. Nào, hãy cho chúng biết sự lợi hại của các ngươi đi. Nghe thế, đứng bằng hai chân đấy hả? Shin xì hơi, tất cả bỏ chạy. Một con lợn húc đít Shin, làm cái hút bẩn nắp. Nước sốt đổ ra thu hút đám lợn. Kazama bay vào đóng nắp. Cả đám chạy vô một hang tối. Quay lại với mẹ Misae, mẹ diện bộ đầm trùm cũng oách ra phết.
Nhờ vậy mà ông bà Nohara đều được chấp nhận vào lễ hội. Nhưng nơi này chẳng giống lễ hội ẩm thực loại B trong quảng cáo. Cùng lúc ấy, ba tên bại trận đang báo cáo với ngài Gometo. Nhà sành ăn hạng A mà lại thua một đám trẻ con, ta quá thất vọng về các ngươi. Gometo sẽ đích thân ra tay, dạy đội phòng vệ phải biết ăn đồ ngon và sang. Phi thuyền vừa bay đi thì nhà Nohara được mời thưởng thức bữa ăn đặc biệt. Quay lại với đội phòng vệ, các bạn đã quá mệt mỏi. Nếu không phải vì Nene khiến bọn mình lên nhầm xe thì giờ đã được ăn mì của chú Ken rồi đấy. Nene đổ lỗi cho Masao, tại đầu cơm nắm đi vệ sinh ấy. Ờ hay, bố cũng đi vệ sinh mà, tất cả đều đi ấy chứ. Chính xác là tại Shinosuke rủ dê ấy. Chúng ta khổ là vì cái hũ nước sốt này này, tại Kazama hứa với bà chị đó đấy. Bỗng phi thuyền bay đến, thả một bàn thức ăn ngon xuống, đám nhóc nhảy vào rồi bị bắt đi. Một lúc sau thì chúng được gặp ngài Gometo, người sẽ biến đội phòng vệ thành những người sành ăn hạng A. Cơ mà trước khi được ăn thì phải mang thứ đó ra trao đổi với ta. Lễ hội ẩm thực loại B chỉ còn cửa hàng của chú ấy, nước sốt là trở ngại lớn về kế hoạch ẩm thực loại A của Gometo. Nấu ăn là nghệ thuật, đầu bếp là nghệ sĩ, người ăn là vô công ba lê. Ẩm thực loại B tôn thờ thức ăn nhanh, chúng phải bị loại bỏ hoàn toàn. Gometo khinh bỉ, nhai miếng thịt, thịt ngon thật đấy, nhưng mà thấy vẻ không hạnh phúc gì cả. Hạnh phúc khi ăn là phải như này này. Hắn ta tức giận. Nhìn đi, tất cả mọi người đang bị ép phải ăn thức ăn loại A. Còn đám nhóc các ngươi, chính tay ta sẽ xử lý. Cơ mà nước sốt đang ở đâu thế nhỉ? Cả đám bỏ chạy, bỗng Gometo chú ý đến hộp bánh Chocobi. Tụi nhóc chui vào thang máy, băng qua nhà bếp, leo lên tàu, nhấn bờ nút đi các bạn ơi. Nó bay rồi, à không, hình như đang rơi. Chín ơi, chỉnh vô lăng đi. Dù nhảy khẩn cấp đây rồi, nhưng có mỗi một cái, Maso bay ra ngoài rồi bất tỉnh. Mọi người đã an toàn. Gometo lệnh cho tàu quay về ăn tối. Bạch Tuyết và nước sốt đây rồi. Các bạn ơi, chúng ta phải giải cứu mọi người. Chúng ta phải ăn mì xào của chú Ken bằng mọi giá. Cơ mà tối rồi, thôi để mai nhé. Gia đình Nohara và mẹ Kazama bị nhốt chung với cô Jinker. Kazama thì đang tạo lửa. Có khói rồi, thổi đi Chin. Bo và Masao đã dựng nhà thành công, nhưng các bạn đói quá. Masao quyết định lấy chiếc bánh quy ra. Cậu ấy bối rối không biết giải thích sao, nhưng các bạn đều cảm ơn cậu. Nhờ con nó mà chúng ta không bị chết đói đấy. Dưới bầu trời đầy sao, đám nhóc vẫn lạc quan, đùm bọc lẫn nhau. Đội phòng vệ thật dũng cảm các bạn nhỉ. Trên phi thuyền, Gometo nhìn cuốn tạp chí và nhớ về ký ức ngày xưa. Cha mẹ đã dạy dỗ hắn rất nghiêm khắc, muốn ăn mì xào của chú Ken cũng bị từ chối. Hắn ném hết vào sọt rác rồi bỏ đi ngủ. Sáng hôm sau, tất cả đã sẵn sàng cho cuộc chiến cuối cùng. Bo đã nghĩ ra một diệu kế. Nghe câu chuyện trên cờ kể lại, mẹ Mise phát hoảng. Tại sao cô lại đẩy lũ trẻ vào chỗ nguy hiểm cơ chứ? Tên lính gác vào khuyên ngăn thì bị bố dùng tất tối thần trưởng đánh gục. Ở đây cũng nhốt rất nhiều người, phải cứu họ thôi. Kế hoạch của Bo là nhét đầy tất cả ba lô để Gometo không biết ai đang giữ nước sốt. Tên Sumo chạy đến chặn đường. Các ngươi giấu gì trong cặp hả? Tên này cả tin thật đấy. Nhưng bà chị trứng cá muối tỉnh lắm. Truffle và đám Becky cũng đã xuất hiện, chuẩn bị tinh thần chiến đấu thôi. Đoàn con ẩm thực loại B và ẩm thực loại A đã bày bình bổ trận. Tuy bị áp đảo về mặt quân số, nhưng họ vẫn sẵn sàng chiến đấu. Chín đánh nhau với lợn. Kazama và Bo mắc lợn câu của Kaffir. Cú đấm của Nene cũng chẳng ăn thua. Mau thả Nene ra. Thấy Masao quyết tâm, các bạn như được tiếp thêm động lực. Bo dùng nước mũi phản công. Bạch Tuyết và Chi thì nhảy nhót. Sumo dẫn phải bình nước của Nene. Masao nhìn cơ hội, thành công hạ gục hai tên cùng lúc. Đội phòng vệ chạy thật nhanh vào lễ hội, khung cảnh rất hỗn loạn. Bọn chúng phát hiện ra rồi, chạy tới cửa hàng của chú Ken mau. Thấy cặp đôi Sushi và hiệp sĩ biết tết, chú Ken lao đến đánh bại chỉ bằng một chiêu. Chúng ta lên tầng 2 là mình xào siêu hạ thôi. Nhưng Gometo đã ngáng đường. Chú Ken bị bắt,
Thế Trinh cứng đầu, hắn ta cốc cho một cái. Gumeto đang đổ nước sốt xuống kia. Ơ, sao không có gì nhỉ? Haha, nước sốt ở đây này. Đích thân đội phòng vệ sẽ nấu mì. Tuy rủi ro cao, nhưng đó chính là tinh thần của ẩm thực loại B. Các cháu, hãy xào mì với niềm hy vọng nhé. Đám đông lao vào đánh nhau. Tiếng nhào vang lên, các bạn xào mì trong sự phấn khích. Hương nước sốt tỏa ra khiến ai cũng mê đắm. Miyake soba đã xong rồi đây. Vừa hay Gumeto trèo lên đến nơi. Dàn vặt là vậy, nhưng hắn vẫn há mồm đớp miếng mì xin cắp cho. Gumeto bật khóc vì nó quá ngon. Đây, hãy ăn và tận hưởng hạnh phúc đi nhé ông bác. Sau một hành trình bôn ba nhịn đói, đội phòng vệ Kasakabe cũng có được một bữa no. Cuộc sống lại trở về bình yên, mọi người cùng giúp đỡ nhau xây dựng lại lễ hội ẩm thực. Gia đình Nohara lại trở về tổ ấm. Có vẻ cu cậu đã mệt lắm rồi đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tới phút cuối này. Nếu thấy hay, hãy để lại cảm xúc ở phần bình luận, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ lớp mình nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.